Hai nghi can cướp giật tài sản gồm Lê Văn Tài, 25 tuổi và Nguyễn Thanh Điển, 21 tuổi, cùng ở phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ bản giao cho công an phường 15, quận 11 điều tra xử lý. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 đêm 24 tháng 11 năm 2014, trên đường Lê Đại Hành, quận 11, chị Hạnh ở quận 12 ngồi trên xe máy do một người đàn ông điều khiển cầm điện thoại iPhone 5S nhắn tin cho bạn khi đó Tài chở Điền trên xe Airblade biển số 54M3 2866 áp sát chị Hạnh rồi Tài giật điện thoại của chị này khiến điện thoại rơi xuống đường. Ngay sau đó, tổ tuần tra Tổ đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố đã truy đuổi theo, khống chế đưa Tài, Điền cùng phương tiện về bàn giao công an phường 15 quận 11 để điều tra xử lý theo chức năng. Tại cơ quan công an, bước đầu Tài và Điền khai nhận đều nghiện ma túy, trong đó Tài có 3 tiền án cướp giật tài sản, Điền có một tiền sự cai nghiện ma túy.